Theo thông tin chúng tôi nhận được thì vào lúc 1 giờ 30 phút hôm nay đã xảy ra vụ cháy thương tâm tại căn nhà cao tầng trên đường Trần Cao Dân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nhận được tin báo của người dân, công an phường Tam Thuận cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Khê đã xuống ngay hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng chia ra nhiều hướng tiếp cận, đưa được 3 người ra khỏi đám cháy, còn lại hai cháu nhỏ sinh năm 2009 và 2011 ở tầng 3 do ngạt khói nên đã tử vong. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.